Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay các bác muốn xe đạp đua Czech One Series, hoặc là dòng xe được mang thương hiệu Czech, một cái thương hiệu mà cực kỳ nổi tiếng và quen thuộc với các bác chơi xa rồi, thương hiệu của Mỹ và cực kỳ đẳng cấp trên toàn thế giới. Thì hôm nay về một chiếc xe khung nhôm các bác nhé, sử dụng công nghệ nhôm Alpha Aluminum với công nghệ rất là cao cấp, công nghệ nhôm rất là cao cấp của thương hiệu Czech các bác nhé. Còn nhôm Alpha này là một cái loại nhôm công nghệ độc quyền, giúp chiếc xe rất là nhẹ, trọng lượng nhẹ và cực kỳ là bền. Tông màu trắng đỏ rất là đẹp các bác nhé. Đây, một cái thể thao cực kỳ đẹp các bác nhé. Xe thì có một cái ghi đông cổ phốt dạng liền, liền mạch từ cổ phốt rồi lối sang cổng yên carbon các bác nhé. Rất là đẹp. Đấy, bản dẹp khí động học và dây thì dưới này là chạy âm các bác nhé. Ghi đông carbon, yên xe cũng là yên carbon luôn các bác nhé. Cái dòng yên đến từ thương hiệu FSA, cũng là một cái thương hiệu phụ tùng xe đạp rất là nổi tiếng của Mỹ. Cọc yên thì nguyên zin bon cháy gơ. Sơn si của xe thì nguyên bản các bác nhé, rất là đẹp. Chỉ có những cái vết xước răm răm li ti rồi đó, qua quá trình sử dụng và là xe bãi nhập khẩu về không thể chính hoại thôi. Còn tổng thể xe chất lượng các thứ là cực kỳ là ngon các bác nhé. Xe form dáng này rồi màu sắc cực kỳ là đẹp. Còn đến bộ chuyển động của xe thì xe được trang bị bộ chuyển động Tiagra các bác nhé. Đề sau Tiagra, đạp đĩa Soza và trên tay lắc thì cũng được trang bị là tay lắc Soza các bác nhé. Bộ này là 9 tầng lít và 2 tầng đĩa cho xe có 18 tốc độ khác nhau. Bánh nguyên zin theo xe các bác nhé, nguyên zin Bon Jager đây. Lốp vành zin hết các bác nhé. Và giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Và thì có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà bọn em đăng lên kênh, thì các bác ở trên điện thoại ấn cái mũi tên trỏ xuống ở đây. Đấy. Thì những chiếc xe nào mà em đề giá đây, đấy, thì giá bên em luôn công khai để trên phần tiêu đề, hoặc là các bác xem đến cuối video thì sẽ có giá bán của chiếc xe. Và những chiếc xe nào mà ở phần tiêu đề em ghi là đã bán thì tức là chiếc xe đấy đã bán rồi. Ngoài ra thì các bác hay hỏi là không nhận được thông báo mỗi khi mà xe lên kênh, thì các bác ấn đăng ký ở đây, ấn thêm nút chuông, chọn là tất cả để khi mà bên em đăng video lên kênh mỗi ngày một video thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Về size của xe thì em đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 53 cm, từ khóa yên đến tâm cổ phốt là 54 cm. Thì xe phù hợp với bác đi từ khoảng 1m68 đến khoảng 1m78 đi là phù hợp. Đây là bộ chuyển động của xe đây các bác nhé, cực kỳ là mượt mà luôn, không có thể gì chung gì, rất là mượt mà. Dòng Tiagra đạp đĩa rồi tay lắc Shimano Soza 9 tầng lít và 2 tầng đĩa cho 18 tốc độ khác nhau. Vâng, và chiếc xe đang có giá bán bên em là 10.900.000, bao ship toàn quốc cho các bác chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.